Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An toàn giao thông vì bình yên cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, Ninh Bình vừa tổ chức thành công lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2021 và lễ hội Hoa Lư. Đóng góp trong thành công đó có vai trò của lực lượng cảnh sát giao thông với tinh thần trách nhiệm, đảm bảo đường thông suốt cho nhân dân đi dự hội. Ngay từ khi có kế hoạch tổ chức lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2021 tại Ninh Bình, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện các phương án đảm bảo an toàn giao thông cho lễ khai mạc. Lượng khách về với cố đô Hoa Lư trong dịp này lên cao cùng với hàng nghìn các phương tiện giao thông. Vấn đề ùn tắc, va chạm giao thông rất dễ xảy ra. Do đó, các phương án phân luồng giao thông, bố trí cảnh sát giao thông trực tại các điểm giao cắt và vị trí giao thông trọng yếu, hướng dẫn cho các đoàn đại biểu, khách mời và nhân dân đi lại thuận tiện. Bên cạnh đó, các hàng quán kinh doanh ở hành lang an toàn giao thông khu vực nơi tổ chức đã được lực lượng chức năng tuyên truyền vận động, dỡ bỏ thông thoáng. Các bãi đỗ xe đảm bảo đủ sức chứa và đảm bảo thuận tiện cho nhân dân đi lại. Trước thời điểm diễn ra lễ hội là chúng tôi đã tổ chức cam kết tuyên truyền cho các cái tổ chức cá nhân và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự giao thông để người dân tự giác chấp hành. Đồng thời bố trí lực lượng phân công các chốt, các cái tổ tuần tra đảm bảo giao thông thông suốt, bố trí tất cả lực lượng vào các cái chốt trên các cái tuyến đường giao thông trọng điểm phức tạp đi vào bên trong khu vực lễ hội, phân luồng, phân làn, hướng dẫn cho đại biểu và nhân dân đi lại được thuận tiện an toàn. Với quân số huy động trực 100% cùng sự chuẩn bị chu đáo về các điều kiện cơ sở vật chất, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Ninh Bình đã góp phần quan trọng vào sự thành công và an toàn của lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2021. Theo thống kê của các trung tâm đăng kiểm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, trên cả nước có tổng số hơn 227.000 xe hết niên hạn hoạt động, trong đó xe khách là 50.600 xe, xe tải là 177.200 xe. Các tỉnh thành phố có số lượng xe ô tô kinh doanh hết niên hạn sử dụng nhiều nhất như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội. Với xe hết niên hạn này, chính phủ quy định không cấp đăng kiểm và bị cấm ra đường. Tuy nhiên, trên thực tế, các xe này chưa được thu hồi biển số và có thể vẫn lưu hành trôi nổi trên đường gây mất an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã phát triển dịch vụ đưa đón học sinh đi học bằng xe ô tô. Để đảm bảo an toàn giao thông đối với những phương tiện này, trong thời gian qua, Công an huyện Nho Quan đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục và xử lý vi phạm. Một vài năm trở lại đây, trường tiểu học Văn Phương thuộc xã Văn Phương, huyện Nho Quan đã có xe đưa đón học sinh hàng ngày. Được biết đây là xe do hội phụ huynh học sinh của nhà trường ký hợp đồng trực tiếp với các nhà xe. Mọi điều khoản về thời gian, địa điểm đưa đón, các yêu cầu đảm bảo đều do phụ huynh học sinh và nhà xe thỏa thuận. Để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển, xe đưa đón phải luôn được đảm bảo trong thời hạn đăng kiểm, xe đạt chất lượng cao, lái xe phải tuân thủ các quy định, không sử dụng rượu bia khi lái xe, thực hiện đúng quy định tốc độ chạy xe, cũng như sẵn sàng các phương án thoát hiểm cần thiết trên xe. Điều kiện thì chúng tôi trong xe chúng tôi có bình cứu hỏa, có búa phá kính khi xảy ra sự cố, cháy nổ, và xe chúng tôi đảm bảo chất lượng là của cục đăng kiểm, vẫn còn hạn của cục đăng kiểm thường xuyên. Xác định xe đưa đón học sinh là một trong những loại hình phương tiện khá phức tạp vì xe thường chở số lượng học sinh đông, di chuyển nhiều cung đường, thường phải dừng đỗ nhiều lần, đòi hỏi mức độ an toàn cao khi tham gia giao thông. Bởi vậy, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Nho Quan thường xuyên tiến hành tuần tra kiểm soát các xe đưa đón học sinh. Toàn huyện có tổng số trên 50 phương tiện đưa đón học sinh ở các nhà trường. Qua các đợt kiểm tra, năm 2020 đã phát hiện và xử lý 4 trường hợp vi phạm về kiểm định và niên hạn sử dụng xe. Nhờ gắn trách nhiệm quản lý địa bàn với từng chiến sĩ cảnh sát giao thông nên số phương tiện được quản lý sát sao, tình hình giao thông được kiểm soát tốt. Thứ nhất là thống kê về mặt số lượng các phương tiện chuyên chở học sinh trên địa bàn toàn huyện. Thứ hai là tập trung tuyên truyền đối với các lái xe thực hiện cái nhiệm vụ chuyên chở học sinh. Thứ ba là kiểm soát về mặt giấy tờ đăng ký, đăng kiểm, kiểm định an toàn chất lượng của phương tiện xem có đảm bảo để phục vụ công tác chuyên chở học sinh hay không.
Cháu thường xuyên đi xe đưa đón này. Khi lên xe thì cháu được chú lái xe hướng dẫn về cách ngồi như thế nào cho an toàn ạ. Cháu cảm thấy đi xe này an toàn ạ. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh sự kiểm soát của lực lượng chức năng thì cũng cần đến sự tự giác tuân thủ quy định về luật giao thông của các nhà xe cũng như sự kiểm tra sát sao của các bậc phụ huynh học sinh để các em thực sự có những chuyến đi an toàn. Sự việc xảy ra tại chung cư 9 View, đường 18A Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh được camera an ninh ghi lại. Người dân chứng kiến sự việc cho biết, một phụ nữ khoảng 40 tuổi khi điều khiển xe từ hầm chung cư ra đường thì đạp nhầm chân ga, tông văng hai mẹ con đang đứng chờ ở ngoài cửa hầm. Chiếc ô tô sau đó tiếp tục leo lên vỉa hè nhà dân và hất tung nhiều phương tiện cũng như người dân đứng gần đó. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông trúng gốc cây. Hậu quả, gia đình 4 người bị hất tung, một bé gái được đưa đi cấp cứu. Thưa quý vị và các bạn, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ tai nạn do đạp nhầm chân ga, đâm liên tiếp vào người đi đường. Qua hình ảnh đau lòng như ở clip, hy vọng những lái xe sẽ tập trung chú ý hơn trong khi lái xe để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người. Chúc quý vị và các bạn tham gia giao thông bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.